Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Quốc tế đã tổ chức chương trình Cắm trại Thế giới 2017 với sự tham gia của hơn 1.000 thanh niên sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Với phương châm thử thách, thay đổi, liên hiệp, chương trình Cắm trại Thế giới năm 2017 đã mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội giao lưu văn hóa với các sinh viên quốc tế, được nghe những chia sẻ kinh nghiệm quý giá từ nhiều diễn giả về các vấn đề như nghiện game, ma túy, rượu, sự cô lập, trầm cảm, sống vị kỷ, không mục đích, vân vân. Em chưa bao giờ biết bày tỏ cảm xúc của mình, bày tỏ tình cảm của mình đối với gia đình của mình là thứ nhất. Nhưng mà sau khi được một tháng trở lại đây, sau khi tham gia với chương trình iOS thì em thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều từ tính cách cho đến lẽ sống. Rất vui chúng ta đã tổ chức được cái sự kiện ngày hôm nay. Và cái buổi như thế này tôi hơi tiếc là bởi vì còn rất nhiều ghế mà các bạn thanh niên chưa đến cho nó kín cái hội trường, bởi vì nó quá bối. Và người sáng lập đã có một bài nói chuyện vai và có thể nói là một cái bài giảng mà mọi thanh niên đều nên nghe, và nghe xong thì có thể mình tốt lên rất nhiều. Và rõ ràng là Việt Nam nên cộng tác với IOIF để mà làm nào đưa IOIF vào cuộc sống của thanh niên Việt Nam, khiến thanh niên Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, có ích hơn nữa với cái sự nghiệp mà IOIF hy vọng, đó là người lãnh đạo Việt Nam trong tương lai. Hội Liên hiệp Thanh niên Quốc tế là một tổ chức phi chính phủ về thanh thiếu niên lớn nhất trên thế giới, được thành lập vào năm 2001, có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc và 185 văn phòng đại diện ở 80 quốc gia trên thế giới. Hàng năm, Hội Liên hiệp Thanh niên Quốc tế thực hiện các chương trình rèn luyện nhân cách, đào tạo kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, tổ chức các sự kiện quốc tế và đưa ra những giải pháp cho các vấn đề của thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Thanh niên là một xuân, là tương lai của đất nước và tương lai của thế giới. Cho nên có thể nói là quan tâm đến thanh niên, đến tuổi trẻ là quan tâm tới tương lai của thế giới. Trong lịch sử của thế giới đó thì đã có rất nhiều những tổ chức, những hoạt động của thanh niên của từng nước và của quốc tế đó, và người ta làm cũng đã có một số kết quả nhất định. Như lần này đó thì cái tổ chức này của Hàn Quốc đó, tôi cho là một cái rất sáng tạo. Họ rất chủ động, họ có điều kiện, họ có tiềm lực, họ có sáng tạo. Cho nên cái việc làm của họ tôi cho là rất có ý nghĩa và có nhiều triển vọng. Cắm trại Thế giới là chương trình thường niên đã được tổ chức thành công tại nhiều nước trên thế giới, góp phần mở ra không gian giao lưu văn hóa quốc tế đặc sắc, đầy mới mẻ, thú vị dành cho các bạn học sinh, sinh viên. Năm nay, chương trình được tổ chức tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên quốc tế và Việt Nam cùng học tập và chia sẻ. Là dịp để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi và tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.